90% thất bại của doanh nghiệp là vì thương hiệu quá nghèo nàn. Đầu tư ngay một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, xây dựng một lần, tự hào mãi mãi. Đầu tư vào thương hiệu là không bao giờ lỗ. Đối tác sẽ quý trọng bạn, nhân viên sẽ tự hào khi làm cho bạn. Đối thủ sẽ phải ganh tị và mãi xem bạn là mục tiêu phấn đấu. Chỉ chúng tôi mới hiểu bạn cần gì. Gọi ngay cho Mebo, chúng tôi là biện pháp hoàn hảo cho thương hiệu của bạn. Kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.